Mình đang đi Thái, trên tay sản phẩm mới, và ở đây mình đang có một loạt những cái mẫu laptop của Asus trong cái chuyến đi của mình ở Thái. Và đây Asus gọi là một cái chuyến gọi là CES Media Tour, và trong đây cũng có rất nhiều những cái sản phẩm laptop mà sắp tới cũng sẽ mang về Việt Nam với rất là nhiều những cái cấu hình ngon này, cùng với những cái sự nâng cấp ngon. Ok, cùng mình khám phá thử một vài những cái mẫu laptop ở đây có gì đặc biệt nha. Let's go. Ok, đây chính là toàn bộ những cái mẫu laptop có mặt ở đây tại CES Media Tour ở Thái Lan. Và nếu các bạn thấy, đây sẽ là những cái mẫu laptop mà mình nghĩ là anh em sẽ rất quan tâm, bởi vì thời gian tới những mẫu laptop này khi mà về tới Việt Nam á, thì mình sẽ làm kỹ hơn cho anh em về những cái trải nghiệm. Còn ở đây mình chỉ trên tay nhanh và cũng như là chia sẻ cho anh em về một vài những cái điểm nổi bật và nâng cấp những cái gì ở cái thế hệ laptop mới này của Asus. Ok, bắt đầu nha. À khoan, từ từ, vẫn có một cái sự đặc biệt trong cái giải laptop này, đó chính là có một chiếc laptop có một cái hiệu ứng 3D để khi anh em nhìn á, anh em sẽ cảm thấy rất là thích luôn. Mà quan trọng nhất là nhìn 3D và không vượt kính 3D. Thực tiễn đúng không? Hay đấy, ra nữa mình sẽ chia sẻ cho. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ nói về một vài những cái điểm chung của những con laptop đang có ở đây và cũng như là cái sự nâng cấp của nó nha. Thì chắc chắn mọi người sẽ thấy được cái sự nâng cấp nếu như mọi người nhìn qua những cái bảng thông số ở đây mình đang show cho mọi người á. Thì cái nâng cấp dễ thấy nhất ở những con laptop này của Asus đó chính là nó dùng Intel Gen 13. Và đây đều là những con CPU hiệu năng cao để cho mọi người một cái trải nghiệm về hiệu năng tốt nhất. Và cái điểm nâng cấp thứ hai đó chính là những con máy bây giờ bao gồm cả VivoBook Pro hay là ZenBook Pro thì nó đều dùng màn hình OLED hết. Tuy nhiên có một cái sự nâng cấp tốt hơn nữa đó chính là những màn hình OLED này thì nó đều sử dụng tần số quét từ 120Hz trở lên. Tức là cũng sẽ có những con có tần số quét cao hơn để cho mọi người có một cái trải nghiệm màn hình tốt hơn. Thì bây giờ đến với những cái điểm khác biệt giữa từng máy thì mình sẽ nói lần lượt từng thứ nha. Như là con máy đầu tiên đó chính là Asus VivoBook Pro 16X OLED. Đây là một cái phiên bản khác so với cái con 3D mà mình có nói đầu video á. Thì con này nó sẽ không có cái cam 3D để cho mọi người nhìn những cái hình ảnh nó độc đáo hơn. Thì con đó mình sẽ nói sau. Thì với cái nâng cấp của con VivoBook Pro 16X OLED này, đó chính là gì? Thì mọi người sẽ có hiệu năng với con Core i9-13980HX và card là RTX 3050. Và có một cái khá đặc biệt ở con này, đó chính là cái phần bề mặt của máy á, thì nó được phủ một cái lớp để ức chế vi khuẩn. Thì những cái vi khuẩn nào mà nó có thể ức chế được thì mình cũng sẽ show lên cho mọi người. Thì cái việc có cái phần bề mặt ức chế vi khuẩn này thì nó sẽ giúp cho mọi người, những cái bạn nào mà dùng những cái laptop này trong những cái môi trường mà kiểu có nhiều vi khuẩn, hoặc là kiểu mọi người làm trong kiểu bệnh viện nè vân vân, đó, trong những cái môi trường như vậy thì một con laptop để mọi người sử dụng á, nó có thể ức chế vi khuẩn thì nó sẽ mang lại một cái sự an toàn hơn. Còn về những cái thông số khác của con Pro 16X OLED này thì mọi người có thể thấy hết ở trên màn hình nha. Đây là cái bảng thông số tổng thể của nó. Và quan trọng nhất, đây là con VivoBook mạnh nhất từng được tạo ra, cho nên hiệu năng của nó mọi người cứ yên tâm. Chiếc laptop thứ hai cũng là một chiếc laptop mà có thể nói là một trong những con laptop 14 inch mạnh nhất mà mọi người có thể tìm được và sử dụng được của Asus. Và tên của con máy này là ZenBook Pro 14 OLED, không có ít nha. Đó, tên của nó mọi người thấy rõ rồi. Và quan trọng nhất, cái cấu hình bên trong của một con máy 14 inch đang sử dụng là nó đang dùng Core i9-13900H. Và quan trọng nhất, mình không nghĩ là một con laptop 14 inch mà nó đang dùng một chiếc card đồ họa rất mạnh là RTX 4070. Tất nhiên những con máy nào hiện tại của dòng VivoBook và dòng ZenBook á, mà sử dụng card đồ họa rời á, thì nó đều có công nghệ Mux Switch để cho mọi người có được một cái FPS được tăng hơn, hay là hiệu năng của nó cũng không bị giảm đi khi mà mọi người xuất ra một cái màn hình rời. Rồi, chiếc máy thứ ba là chiếc Asus ZenBook 14X OLED. Thì con máy này có một cái điểm đặc biệt nhất mà mình có thể thấy được, đó chính là nó có một cái phần mặt lưng được làm rất là đẹp, và nó làm nhám nhám sờ vào cực kỳ mịn và thích luôn. Và quan trọng nhất là cái kiểu design và cũng như là cái những họa tiết ở trên này á, nhìn nó rất là ấn tượng và nhìn nó kiểu mình thích đấy, mình rất là thích cái này. Và toàn bộ những cái thông số và những cái thông tin nổi bật về con laptop này thì cũng sẽ hiện ở trên màn hình để cho mọi người có thể theo dõi nha. Và chiếc laptop thứ tư là một chiếc laptop dành cho những doanh nhân, dành cho business, là nó đây, con Asus ExpertBook B9 OLED. Thì con máy này có một cái điểm cộng mình cầm lên mà có thể nhận thấy được là nó cực kỳ nhẹ, và cũng như là những cái yếu tố bên trong bên ngoài của chiếc máy này về mặt nâng cấp này kia thì nó cũng không quá nhiều đâu. Như ở đây mình thấy là con này nó đã nâng cấp lên màn hình là dùng màn hình OLED, và về mặt hiệu năng thì nó đang dùng là Intel Gen 13 Core i7, và đây là một con chip V Pro. Thì nó sẽ giúp cho cái vấn đề bảo mật này kia về thông tin cho những business hay là những doanh nhân nào dùng thì nó cũng sẽ bảo mật hơn, bởi vì đây là một cái quan trọng mà, đúng không? À, nói thêm một chút là việc mà nó có thể nhẹ được tới như thế này, mọi người thấy này, đấy là do bởi vì cái phần bề mặt của nó cũng như cái phần chất liệu cấu thành lên cái phần vỏ của cái laptop này là chất liệu magne lithium, và cũng như là nó cũng đạt luôn cái độ bền tiêu chuẩn quân đội là MIL-STD-810H thì phải, mình nhớ là như vậy đó. Cho nên về phần trọng lượng nhẹ nhưng mà độ bền thì mọi người cứ yên tâm nha. Rồi, và hai con laptop tiếp theo là hai con laptop gaming, và đây là ROG Zephyrus, một con là M16 và một con là ROG Strixa 18. Và cái điểm chung của hai con này là về phần màn hình của nó cũng được nâng cấp theo một cái chuẩn, đó chính là Nebula Display HDR. Thì tức là bên trong nó cũng sẽ có rất là nhiều những cái option xịn liên quan về công nghệ màn hình, như là hai con này đều sử dụng công nghệ màn hình mini LED cho một cái chất lượng tốt nhất để cho mọi người có thể trải nghiệm với nó. Cùng với đó là những công nghệ hỗ trợ như là HDR, Dolby Vision vân vân. Đây là những cái công nghệ màn hình rất là xịn để cho mọi người có thể trải nghiệm gaming một cách tốt nhất, và cũng như là giải trí đều rất là ok. Và cấu hình của hai con laptop gaming này thì tất nhiên nó đều rất mạnh. Như ở đây mình có thể tham khảo là nó sẽ có Core i9
13900H và cùng với đó là một chiếc card đồ họa rất là mạnh là RTX 4090 và cả con Strixka 18 này cũng như vậy luôn, đều là RTX 4090 và Core i9 13980HX. Cái điểm khác biệt của nó chỉ là đơn giản như vậy ở con CPU thôi. Đó, còn về những cái mặt thay đổi bên ngoài, về ngoại hình vân vân này kia thì mình thấy là nó cũng không khác biệt quá nhiều. Và quan trọng nhất có một con laptop nữa, ban đầu mình có nói là một con laptop có một cái hiển thị 3D và nó đây, Asus ROG StudioBook 16 3D OLED. Có kích cỡ 3D là mọi người thấy được cái sự đặc biệt ở chiếc laptop này đúng không? Thì nó sẽ hơi khó để cho mọi người hình dung được, nhưng mà khi mà mình trải nghiệm trực tiếp ở đây qua những cái phần mềm hiển thị những cái hình ảnh 3D á, thì mọi người sẽ có một cái nhìn nó giống như là cái hình ảnh hiện trên phần màn hình đó, nó nổi khối ra bên ngoài luôn, giống như kiểu tay mình có thể chạm được á. Thì qua cái video ở đây mình lấy mọi người thấy á, là mình quay nó cũng hơi ngáo ngơ một tí, bắt buộc là phải dùng một cái mặt giả và sau đó mình đưa camera qua đó thì mình mới có thể hiển thị lại được và gọi là tái tạo lại được cho mình có thể nhìn được qua cái video này. Thật ra nó vẫn không giống 100% như những gì mắt thường mình có thể trải nghiệm được ở bên ngoài khi mà mình nhìn trực tiếp vào các màn hình của chiếc laptop này đâu, nhưng mà các sự đặc biệt và độc đáo nhất ở chiếc máy này nó vẫn nằm ở cái hiển thị 3D. Thì về cái việc ứng dụng của nó thì mình vẫn chưa chắc và cá nhân mình cũng chưa biết được quá rõ về cái ứng dụng của nó có thể làm được gì. Còn về những cái yếu tố khác của máy như là về thiết kế ngoại hình này kia, mình thấy vẫn là một con máy đầy đủ các thứ, cổng kết nối vân vân, và cũng như là một con laptop kiểu nhìn nó rất là hầm hố và nhìn rất là kiểu chất lượng ấy. Và cấu hình bên trong thì tất nhiên vẫn là cấu hình rất là mạnh, và kết hợp với đó là những cái yếu tố về màn hình, thì màn hình OLED vân vân thì nó đều hiển thị rất ok, cái đó không cần phải nói quá nhiều nha. Còn nếu mọi người muốn biết chi tiết về con laptop này thì mình sẽ làm một video riêng ngay sau video này thôi, để cho mọi người có cái nhìn rõ hơn về con máy này và cũng như là cái 3D của nó hoạt động như thế nào nha. Ok, tổng kết lại thì đó là toàn bộ những cái mẫu laptop mà Asus họ mang tới CES MediaCo ở bên Thái Lan như thế này. Và rất cảm ơn Asus đã tổ chức một cái buổi đi như thế này rất là hay ho để mà có thể trải nghiệm những con laptop như thế này. Lần đầu tiên cái GZ được trên tay những cái mẫu laptop kiểu như thế này luôn. Nếu mọi người thấy thích video thì cũng bấm like, share và subscribe cho kênh GZ. Mình là Gà Tổng, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Peace.